Cận cảnh khử trùng nơi phát hiện ca nhiễm COVID-19 thứ 17 và vùng phụ cận, thực hiện chỉ đạo của thành phố tiến hành cách ly toàn bộ các hộ dân từ số 25 đến 139 phố Trúc Bạch, nơi phát hiện ca nhiễm COVID-19 thứ 17 trên cả nước. Sáng 7 tháng 3, binh chủng hóa học đã huy động lực lượng và xe chuyên dụng tiến hành phun khử trùng xung quanh khu vực. Đêm ngày 6 tháng 3, áp nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành cuộc họp khẩn vì ca nhiễm COVID-19 thứ 17 trên cả nước và quyết định sẽ cách ly toàn bộ các hộ dân từ số 25 đến 139 phố Trúc Bạch nơi phát hiện ca nhiễm mới. Bệnh nhân này là N. T. H. N. sinh năm 1993, hộ khẩu số 3 Lê Ngô Cắt, phường 7, quận 3 thành phố, Hồ Chí Minh. Và hiện nay, đang tạm trú tại 125 phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, sáng 7 tháng 3, binh chủng hóa học đã tiến hành phun khử trùng khu vực phát hiện ca nhiễm mới, và vùng phụ cận. Thông tin với phóng viên Đại diện binh chủng hóa học cho biết, nhận lệnh từ Bộ Quốc phòng đơn vị, đã huy động 70 chiến sĩ và 13 xe chuyên dụng di chuyển đến phố Trúc Bạch. Đơn vị tiến hành phun khử trùng từ đầu phố Châu Long đến hết phố Trúc Bạch và vùng lân cận. Các cán bộ chiến sĩ được trang bị kín mít đi dọc phố Trúc Bạch phun khử trùng. Các xe chuyên dụng của lực lượng binh chủng hóa học đi dọc phố Trúc Bạch và các vùng phụ cận. Mới đây, Sở Y tế cho biết đã lấy 27 phần 33 mẫu xét nghiệm của người tiếp xúc gần với bệnh nhân, và có kết quả, đã có kết quả xét nghiệm hai trường hợp nghi ngờ lái xe D. D. P. 27 tuổi, địa chỉ 113 Trúc Bạch, Ba Đình, và bác gái bệnh nhân L. T. H. 64 tuổi, địa chỉ 125 Trúc Bạch, Ba Đình. 25 trường hợp còn lại âm tính. Còn đối với trường hợp bệnh nhân hiện nay, đang được cách ly, theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương bạn thấy thế nào về điều này hãy bình luận dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại